Salon Bình Vĩnh Phú thì cách cái cổng chào Bình Dương hình quả địa cầu kia có 200 m thôi ạ, à, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương, nằm ngay trên trục đường quốc lộ 13 luôn, khu ô tô tầm lướt hết khu vực miền Nam luôn ạ. À. Nên anh chị nào mà ở Bình Dương, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Đồng Nai qua bên em xem xe cũng tiện hết ạ. À. Thì hôm nay thì cũng là một ngày đầu tháng 7, thì sẽ ghi hình những cái xe đang có tại công ty bên em cũng như là báo giá chi tiết từng xe luôn cho các anh chị cùng tham khảo ha. Nếu mà anh chị ưng ý chiếc xe nào thì hãy qua bên em xem xe trực tiếp, đi cam kết là sẽ có mức giá cực kỳ ưu đãi luôn ạ. À. Chiếc bên trước là hai xe mới về á, bên em chưa có rửa xe nên chưa có đem vào trong salon ạ. À. Trong đó thì có chiếc Civic RS 2021 chạy 45.000, mức giá là 775 triệu anh chị nha. Còn đây là chiếc Lexus RX 450H sản xuất 2021 chạy 32.000, mức giá cho em này là 3999 ạ. À. Đây là Sedona máy xăng sản xuất 2020 chạy 7 vạn, mức giá cho em này là 798. Honda HR-V bản L sản xuất 2019 màu đỏ cam, chiếc này thì 595 ạ. À. Đây là Fortuner máy xăng sản xuất 2020 chạy 76.000, vào rất là nhiều đồ chơi, mức giá cho em này là 835. Cũng là Fortuner nhưng mà xe này là máy dầu số tự động sản xuất 2019 chạy có 15.000 thôi, mức giá là 895 ạ. À. CX5 này thì đã nhận cọc rồi chị nha, bên em đang cà số và chờ giao xe. Còn đây là Innova màu đồng ánh kim sản xuất 2020 chạy 10 vạn, mức giá cho em này là 555. Innova màu bạc này là sản xuất 2019 chạy 7 vạn, mức giá cho em này là 525. Còn đây là Rondo bản full xăng 2018, mức giá cho em này là 495 ạ. À. Hàng cọp Vios G 2021 chạy có 8.500 thôi, mức giá cho em này cũng là 495. Còn đây là Innova 2016 chạy 15 vạn zin toàn tập, mức giá cho em này là 398 ạ. Santa Fe máy xăng bản cao cấp 2022 chạy có 21.000, mức giá là 1068 ạ. CX8 bản Luxury sản xuất 2023 chạy có 28.000, mức giá là 905. Còn đây là một chiếc xe siêu đẹp luôn ạ. Corolla Antique phiên bản 1.8V 2022 chạy 22.000, mức giá là 75. Bên kia là Mazda 3 bản Luxury 2023 chạy 26.000, mức giá là 618 ạ. Đây là hai chiếc Vios số sàn. Xe bên trái là 2020, mức giá là 395, còn xe bên trong là 2023, mức giá là 439 ạ. Anh chị quan tâm đến chiếc xe nào thì cho Duy biết ở phần bình luận bên dưới ạ. Duy xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị ở một video khác ạ.